Cả quý vị và các bạn, hôm nay đến với chương trình mỗi ngày một sản phẩm mới. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là một chiếc bình xịt thuốc. Đó, một chiếc bình xịt thuốc này mà dùng động cơ tay nhé các bạn. Đây, thì bây giờ tôi sẽ đi chi tiết và cái thông số kỹ thuật của chiếc bình này cho các bạn được biết rõ nhé. Vâng. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là Duraco 1802, tức là một chiếc bình này được sản xuất với một chất liệu nhựa 100%, cho nên là rất là bền các bạn ạ, độ cũng rất là dài. Vâng, thì ở trên bình đây được thiết kế này, đây các bạn nhìn thấy là có một cái quay để chúng ta xách bình đi. Dạ, rồi ở trên này có một cái nắp này, nắp nhựa này, vâng, để được kết nối với lại có thêm một cái nọc rác. Vâng, được cột một chiếc dây rất là chắc chắn ở đây, không bao giờ sợ bị rớt các bạn nhá. Ở trên bình này các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái đế bằng nhựa, đế bằng nhựa này, rất là chắc chắn khi chúng ta để ở dưới đất hoặc là ở bất cứ ở nơi đâu là chân nề cũng được, không có gì cả. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là có hai cái đường móc này, đây hai cái đường móc để chúng ta đeo dây nhá. Đây, nó liên quan đến đây. Dạ. Rồi thì bây giờ các bạn nhìn tiếp ở đây thì con sẽ có một cái đường móc để cho chúng ta có thể là lắp tay dặn nhá. Vâng. Rồi. Thì ở trên đầu này thì ở đây là cái đầu của cái bơm nhá các bạn. Bơm nằm ở đây. Đây là bơm thuộc về cái na gió, xài bằng na gió. Vâng, thì tôi sẽ lắp nguyên một chiếc bình này vào để cho các bạn trực tiếp thấy chiếc bình là nó hoàn thiện như thế nào nhá. Vâng. Thì trước tiên tôi sẽ ráp chiếc dây dẫn nước này trước. Dây dẫn nước này được làm với chất liệu chất cao su rất là bền nha các bạn, bền và dài. Vậy thì một đầu, hai đầu giống nhau thì bạn lấy đầu nào cũng được. Thì một đầu chúng ta sẽ được cắm vào đây. Đây. Một chiếc bình động cơ tay rất là đơn giản các bác nhé, cũng nhẹ nhàng thôi và cũng dễ sử dụng. Vâng. Và một đầu thì nó sẽ được gắn kết với lại chiếc tay bóp. Và tay bóp được thiết kế làm bằng nhựa cho nên là cũng rất là bền cho bạn nhé, nó không có bị xét gì đâu. Vâng, ở trên tay bóp này thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái lẫy này, đây cái lẫy này và một cái chốt. Thì nếu như chúng ta không cần dùng tay bóp liên tục thì chúng ta bóp vào như thế này, chúng ta đẩy cái chốt này lên. Đó, đẩy cái chốt này lên là nó sẽ giữ im như thế này, là chúng ta chỉ cần như thế này chúng ta đi chúng ta xịt thôi. Vâng. Rồi. Đây, một đầu này chúng ta sẽ nắp vào đây. Đó. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Rất đơn giản và dễ làm. Vâng, và chiếc bình này nó cũng rất là thuận tiện với lại cho tất cả bà con nông dân chúng ta. Và ở trên này thì nó sẽ có hai cái cần nối nha các bác nhé. Đây, hai cái cần nối. Hai cần nối dài. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nối với lại hai cần này với nhau đi. Đó, được nối với một cái khớp nối như thế này. Vâng, và ở trên này thì các bạn nhìn thấy nó đã thành một đường nối dài nhá. Vâng, và một đầu thì các bác sẽ đấu nó vào cái tay bóp này. Đây. Sẽ vặn nó vào. Vâng, và chiếc bình này nó đi theo là được có hai mép nha các bác nhé. Một cái mép này để cho chúng ta xịt với mức tốc độ là gần, và một cái mép chúng ta xịt với tốc độ là xa và cao. Vâng. Thì tôi sẽ ráp cái mép xịt với tốc độ gần này vào cho các bạn. Và đó, như thế này là chúng ta đã hoàn thiện với lại một cái cần xịt nha các bác. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ ráp cái cần này vào nhá. Cái tay tay dặn đây, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái tay dặn này, chúng ta sẽ nó có cái một cái chốt đây nhá. Đây, nó có cái chốt đây các bạn. Thì chúng ta sẽ nhét nó cái này vào đây. Đó. Đó. Nó có cái lỗ chốt đây thì các bạn sẽ chốt nó vào như thế này nhá. Đó. Rồi. Thì ở đây nó sẽ còn một cái đường để cho chúng ta dẫn nó xuống. Thì ở đầu đây chúng ta sẽ móc vào cái lỗ này. Đây. Đó. Và mỗi một cái móc như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chốt này, chúng ta chốt bên ngoài. Và. Đó.
Nó sẽ được chốt ở bên ngoài này. Đó. Rồi, và một đường nữa thì chúng ta sẽ nắp nó vào đường này nha các bạn. Đó. Và ở đây cũng được dùng một cái chốt nha các bạn nhé. Sẽ dùng một cái chốt này để chúng ta chốt. Đây. Tôi sẽ chốt luôn cho các bạn thấy. Rồi. Rất đơn giản, rất là dễ dàng. Vâng, và ở đây sẽ có một dây đeo nha các bạn. Vâng. Dây đeo thì cũng được thiết kế với chất liệu dù rất là bền và có cái đệm êm để cho chúng ta đeo nó không bị đau lưng. Vâng, và ở đây nó sẽ có cái để cho chúng ta chốt. Yeah. Vâng, tôi đã giới thiệu với các bạn là xong về chiếc cái công dụng và cái chất lượng của nó rồi. Và nếu các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin mời các bạn cứ điện thoại đặt hàng thì sẽ được công ty chuyển hàng về tận nơi cho các bạn.